Nếu như bạn là một người mới bắt đầu làm video mà cần phải quay những cái cảnh ở bối cảnh ở bên ngoài, ở trước đám đông chẳng hạn, thì hầu như đến 99% các bạn sẽ gặp phải cái hiệu ứng tâm lý mà ai trong số chúng ta cũng gặp phải, đó là hiệu ứng ánh đèn sân khấu, hay còn gọi là spotlight effect. Ở trạng thái hiệu ứng tâm lý này, chúng ta thường có trạng thái bị ngợp, bị xấu hổ ở trước đám đông. Khi mà mình định làm, mình nói cái gì đấy, mình thể hiện cái gì đấy thì mình sẽ sợ người ta phán xét, sợ người ta chú ý, và dẫn đến một cái trạng thái là bị xấu hổ và thiếu sự tự tin. Để thoát được cái hiệu ứng tâm lý như này rất là đơn giản, các anh chị em chỉ cần là chúng ta hãy là chính mình và hãy tập trung vào những cái gì mà mình chia sẻ, những cái gì mình nói ở ngoài kia, và đừng quan tâm đến người khác. Và bởi vì sao? Bởi vì họ cũng có chung một cái hiệu ứng tâm lý như thế. Họ cũng đang mải tập trung vào bản thân họ, họ cũng đang mải tập trung vào cái bản thân, cái con người của họ. Thế nên ai họ cũng tập trung vào bản thân mình rồi. Vậy thì chúng ta cũng vậy đi ạ. Mình cứ làm những cái gì có thể nhất. Mình hãy quay B-roll, quay thật nhiều những cái bối cảnh khác nhau ở bên ngoài để đa dạng cái bối cảnh. Và đừng có suy nghĩ về người khác đang nghĩ gì về mình, bởi vì họ không để ý đến bạn đâu các bạn nhá. Ok nào. May quá, thực hành ứng dụng đúng lúc, không có ai xung quanh. Đùa ấy thôi, hãy tự tin lên và được là chính mình.